các bạn. À, hôm nay tụi mình sẽ làm clip thử thách ở trong cái nhà kính các bạn. Đây là cái nhà bằng kính cường lực các bạn. Đầy đủ tiện nghi, chỉ thiếu cái tivi. Nhưng mà do tụi nó thử thách này là thử thách trong nhà kín và đặc biệt là không được ngủ các bạn. Nên mình không có mấy cái chế độ giải trí như là tivi nha. Không được sử dụng điện thoại và không sử dụng tivi luôn. Chỉ cái được phép gọi là nằm ngồi trong đây chơi và ăn uống thôi. À, cái nhà kính này nó bị hiệu ứng nhà kính hay sao các bạn? Trưa nắng nó gọi xuống nó nóng cực kỳ luôn. Nên mình lắp cái máy lạnh. Và đây là cái phòng máy lạnh mình gắn là nhiệt độ là 16 độ các bạn. Tức là trong cái phòng này thì mình sẽ bật máy lạnh 16 độ. Còn mặt trời nó gọi xuống thì kệ nó. Rồi ở đây là chúng ta sẽ có là 7 người chơi các bạn. Còn có bạn này tên gì? Tên Dương. Bạn Dương. Rồi Tú Hồng. Ăn sánh cho. Ở đây là màu màu vàng, màu vàng. Rồi Bảo Đỏ nè. Dĩ Đỏ. Này là bạn Nhan các bạn. Của Huy An bị thua hôm nay là mình mời chơi lại. Và cuối cùng là Tòng Đen. Nói chung là hôm nay chúng ta sẽ có 7 người chơi. Gồm có là 5 thành viên trong team mình và 2 khách mời các bạn. Và cái đám tụi nó là sẽ chui vô trong phòng kính này. Chui vô sẵn luôn mấy em. Dành chỗ ngồi lý tưởng đi. Mở cửa ra luôn. Đúng rồi. Ủa? Đúng rồi, ngồi trong đây hăng nắng dữ. Ghế sofa thì ngồi được 4 người, dưới đất thì ngồi 3 người, hợp lý không? Không. À, cái clip này sẽ là thử thách người cuối cùng rời khỏi cái phòng kính này nha bạn. Đây là phòng kính có máy lạnh 16 độ. Và hiện tại là 12 giờ trưa, mặt trời nó rọi xuống, đồ nó xuyên thấu qua kính rồi, cái kiểu rất là nóng luôn các bạn. Các bạn thấy đây có cái bình nước này, hôm qua mình để trong đây lúc không có máy lạnh đó bạn, mình để không. Kết quả là nó mớp bình nước luôn. Tức là nếu không có máy lạnh thì nó rất là nóng luôn các bạn. Nói chung là người nào mà cảm thấy là quá lạnh hay là quá nóng hay là buồn ngủ quá gì các kiểu là sẽ bị đem ra ngoài các bạn. Và Huy đầu hàng, đồng nghĩa với việc là phải xuống hồ bơi tắm nha. Tức là clip này là sẽ là không ngủ và mình sẽ bấm thời gian nha các bạn. Đây, ở đây mình sẽ bấm bắt đầu. Thời gian chạy, nói chung là có ai mà đầu hàng hay là có cái thời gian gì đó thì mình sẽ quay cho bạn xem. Và người cuối cùng còn trụ lại ở trong cái nhà kính này theo cái dạng là không ngủ luôn nha các bạn, là sẽ thắng cái giải thưởng lại của tụi mình là 10 củ các bạn. Nội cái nhà kính này của mình làm là 22 triệu nè. Cái máy lạnh là 13 triệu rồi, mấy cái đồ dùng đồ các kiểu nữa. Và cộng thêm giải thưởng đó là clip này mình đầu tư là gần 50 triệu các bạn. Nên cái giải thưởng là các bạn đừng có sợ là trao giải 10 triệu xong hết video lấy lợn. Nếu như ví dụ như mấy khách mời hay là mấy thằng đợi mình nó thắng được cái giải gọi là này rất là khó này, cuối video mình lấy lợn thì chắc không ai chịu đó các bạn. Các bạn cứ suy nghĩ là mấy bạn chơi các bạn trải qua bao nhiêu là khó khăn, nhưng mà cuối video lấy lợn thì thật sự là không ai chịu đâu các bạn. Ok, nói chung là mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Lực chơi là ở trong đây, không đi đâu hết. Còn đi tiểu thì tụi nó sẽ đi trong đó luôn. Mỗi người sẽ có một cái chai đi tiểu trong đây. Và đặc biệt là trong đồ ăn ở trong cái nhà kính này là tụi nó có thể sử dụng được 3-4 ngày luôn các bạn. Đồ ăn rất là nhiều, mì gói, bánh trái rất là nhiều luôn. Nhưng mà thời gian trôi qua khoảng vài tiếng thì có thể là mình sẽ cho bốc thăm hay là quay số rồi đó, để được những cái phần quà, được những cái đồ ăn hay là những cái gì đó mà ở ngoài đem vào nha bạn. À, ở bên trong cái căn nhà này thì sẽ có ở đây là chúng ta sẽ có là một cái tủ lạnh nè. Trong tủ lạnh thì sẽ có kem nè, trái cây, sữa. Rồi trên tủ lạnh thì chúng ta sẽ có hoa, nước con ngọt uống, khăn giấy, rồi cái này là cái đồ bắt muỗi nha bạn. Rồi phía bên cái kệ chúng ta sẽ có một thùng mì. Rồi bánh trái rất là nhiều luôn. Rồi có là ngũ cốc nè, bento, bánh mì sandwich, bánh ngọt, mì cay 247, monster, cà phê, rồi bò hút, bánh chân, khoai tây, xúc xích, rồi những nước tăng lực, cà phê rồi các kiểu các bạn. Có cả bình đun nước sôi nữa nha. Nói chung là mấy cô là sẽ có 4 hàng ngồi trên một cái ghế sofa như vậy, còn 3 hàng còn lại thì ngồi dưới đất chơi cờ rồi các kiểu nha các bạn. Đóng lại. Tình hình là một tiếng cũng trôi qua rồi và mình cảm thấy là bên trong đây nó rất là nóng luôn. Mà hơn đó là trời nó cũng mát rồi nè các bạn, nên nghe cũng dịu dịu xuống rồi. Còn mọi người thấy hay sao? Thấy bình thường. Bình thường anh ơi. Bình thường à? Có đâu em kiếm tiền quá trời luôn nè. Kiếm tiền hả? Với lại tụi mình cũng đang chơi cái này mấy bạn. Cờ tiên phú. Kiếm tiền quá trời luôn. Kiếm tiền hả? Nãy giờ ai làm giàu hả?
Ơi đừng nghe nói gì nữa. Nghe nhà nhiều nhất đây là cái có nhà em thôi à. Đây nè. Nhiều nhất như đây là nhà em. Rồi hiện tại là gần 6 giờ tối và du khách đã hơn được 6 tiếng các bạn. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn xem tụi nó sống chết ra sao nha. Buổi trưa thì khá là nóng, còn buổi tối thì nó bám xương như vậy đó bạn. Ở trong nó lạnh quá, ở ngoài nóng hơn á, thế là nó bám hơi nước như vậy đó bạn. Có thể vẽ tới tim rồi được luôn nè. Wow, quá đã. Mở nhà tù Vĩnh Cửu ra đã à. Sao súng nhau tới mì ăn mì gói hết rồi. Trong đây có mì gói không ạ? Mì gói bánh quá trời luôn mà, đó kìa, bánh nhỏ luôn kìa. Còn bánh không khiến cho người ta no đâu, ăn hết trơn. Ở đây chúng ta có một cái bánh pizza. Bánh pizza à, cho em ăn. Và chúng ta sẽ có một cái trò chơi, ai mà chiến thắng là sẽ được cái bánh pizza này nha. Một người duy nhất thôi. Buổi trưa thì nghe làm sao Toàn? Buổi trưa nghe nóng anh. Buổi trưa nóng lắm hả? Đúng rồi. Và hiện tại? Lạnh quá. Rồi hiện tại là mấy con cu nó đang ăn mì ly các bạn. Đây lạnh là mì ly đã hả em? Đã. Chị có muốn chơi ăn pizza không? Muốn. Giờ rồi ok rồi. Vậy là ở đây là mình có là một cái cây cây cung. Cung này là cung hít nha các bạn. Và phía bên đây là mình có một cái bia từ 6 cho đến 10 điểm. Mỗi người sẽ được bắn một lần, ai điểm cao nhất là sẽ được thắng cái giải pizza nha các bạn. Không cần phải ăn mì gói, ăn pizza. Bắn mấy lần anh? Một lần duy nhất. Tú bắn trước đúng không? Chồng cung quên. Chồng hỏi. Đừng bắn anh được rồi. Rồi ok bắn em. Rồi không điểm. Rồi tiếp theo là Tom. Không điểm. Rồi Tom tiếp tục ăn mì rồi đổi chỗ cho bạn nào ra coi. Dĩ nha. Ăn mì gói nữa nè. Dĩ đang ăn hết ly mì chưa? Chưa. Vậy chuẩn bị ăn tiếp rồi. Cái giăng mì gói tiếp nha. Rồi vậy tiếp tục hưng hức mì gói em. Rồi tới bạn Dương đúng không? Dạ. Rồi dứt. Rồi không điểm. Rồi tiếp tục là camera man của mình cho bạn. Để em đi lại gần nha. Đứng đây em không ăn gian nha. Đi ra ngoài hua. Rồi dứt. Rồi tới bạn Nhan nha. Dứt. 6 điểm. Nãy giờ ai cũng bắn Nhan ra ngoài hết mà bạn Nhan là bắn vô cái mức trắng 6 như vậy là gần 6 điểm nha bạn. Cho là thích lại 5.5. Ăn là người cuối cùng đúng không? Đúng rồi. Em phải tên 6 điểm thì em mới có quà nha. Không, không. Ăn nó đã có kinh nghiệm rồi, giờ bắn một lát nữa. Ok chưa? 3, 2, 1, quất. Rồi ok. Chúi tổ. Ăn hết mì chưa? Rồi anh ơi. Rồi vậy ăn tiếp làm thêm ly nữa đi. Rồi vậy của em rồi. Em, rồi em cái pizza này nó thuộc về bạn Nhân nha. Quá đã luôn. Rồi tối này khỏi ăn mì gói rồi. Rồi các bạn còn lại thì tiếp tục ăn mì đi. Rồi hiện tại là hơn 9 giờ tối và thử thách đã gần được 10 tiếng rồi các bạn. Mấy thằng cu là chưa có thằng nào buồn ngủ hết. Cái bên ngoài là nó bao phủ rất là nhiều cái hơi nước luôn các bạn. Do bên trong nó lạnh hơn bên ngoài á, nên nó phủ rất là nhiều hơi nước luôn. Hiện tại là mấy thằng cu nó đang quýnh bài các bạn. Casino. Ờ. Các bạn quỳ hả? Quỳ anh. Dĩ quỳ anh. Dĩ quỳ hả? Quỳ thẳng lên, chen chen quá hả? Đỏ quỳ nè, rồi thằng mập đỏ bên cũng quỳ luôn. Quỳ lên. Chưa. Quỳ lên. Thôi, tao chỉ bài quỳ hôm nay. Chưa bóc bài. Chưa chi xong mà. Rồi bé Toàn sống chơi hết rồi. Lạnh quá anh. Lạnh quá hả? Đúng rồi. Sao bây ngày nãy khang nóng bây giờ chuyển sang lạnh rồi? Khuya rồi, giờ lạnh. Rồi ăn sao ngồi đứng chồng hỏng kỹ em? Ngồi dưới ơi mong quá, đứng dưới gì. Rồi hiện tại là được 11 tiếng và đã có người đầu tiên đầu hàng nha bạn. Đó chính là bạn Toàn. Ra Toàn. Sao đầu hàng em? Lạnh quá anh, hết chịu nổi luôn rồi. Lạnh lắm hả? Đúng rồi, chân em tê cứng luôn. Anh Toàn lạnh quá. Cái luật chơi của trò chơi này ai đầu hàng là phải nhảy xuống hồ bơi. Nhưng mà hiện tại là anh Toàn nó bị rét như vậy quá, nó bị lạnh như vậy quá. Nên sáng mai từng phạt ha. Được á. Ok, vô nên chấp mệnh ngủ với em. Ủa thằng Toàn là lạnh lắm hả bay? Thấy mình không bình luôn à. Sao kỳ vậy? Mới mở cửa ra. Thì tháo đồ ra đâu.
Không, mới đội vô anh. Thì là mình ngồi này vô mới nghe bình thường. Còn nếu mà háo ra thì lại không biết nha. Chắc ông nội này háo ra luôn nè. Hả? Trong trong nãy giờ. Vậy hả? Ok, nói vậy cho nghĩ là đó hủ người ta sợ sợ thôi chứ các bên trong á anh. Vậy hả? Thật ra là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cho mấy người kia sợ đúng không? Đúng rồi. Chứ thật á, 16 độ mà. Đó, toàn lội kìa, chứ thật không nói toàn lội. Đúng rồi, toàn tạch rồi các bạn ơi. Toàn mặn mặn tiếng Nhật. Chứ mấy đứa không lạnh hả? Không cho mặc áo này nè. Ok, nói chung là đã có người đầu tiên đầu hàng. Nói chung là bên trong nó lạnh quá, bên ngoài nó bị đóng băng, đóng nước như vậy luôn nha các bạn. 16 độ. Được 17 tiếng mà nghe tiếng của Tú ngái luôn nha bạn. Ngủ quá đã luôn. Đúng. Là cả giờ ngủ đi, chút sáng mình kinh ra. Anh ngủ đâu vô hết luôn hả? Anh không biết hả? À? Anh không biết luôn. Cái này là cũng tập theo rồi. Ngái quá trời ngái luôn rồi. Ai không ngái luôn hả? Bước theo mới sẽ đổ rồi này. Ok, nói chung là 17 tiếng bạn Nhân với lại bạn Tú của chúng ta tập nha các bạn. Nhưng mà cho tụi nó ngủ đi, ngủ đang đã mà. Rồi nguyên một đêm ở trong phòng lạnh thì có ai phát biểu gì không? Nói chung phòng lạnh mỗi lạnh quá xương bắt đầu nó nhức anh. Xương nó xuống nghe sao chứ? Nhức. Lạnh nó nhức. Xương tốt hả? Nhức xương khớp á. Ồ. Nó già. À già. Không, ban đầu á thì nó gáy không có lạnh, nhưng mà em nó thật sự là rất là lạnh luôn á. Qua một cái buổi tối rất là lạnh luôn. Xương xuống lạnh lắm hả? Dạ. Còn nó la sao xương nó bị nhức kìa. Nó dạ. Dạ. Mấy đứa có ai nhức xương không? Hồi nãy mình chụp rút cái tay cứ ngắt luôn rồi. Rồi trời sáng rồi các bạn. Và hiện tại là mặt trời đã lên và nó làm tan cái lớp xương ở trong cái kiến này nè. Phía bên đây là cái bãi chiến trường, gọi là mấy cái hũ mì với lại mấy chai nước tiểu tụi nó bạn. Mấy cái đứa tụi nó khoai nước mì đâu, nước tiểu luôn á. Còn đây là đống rác nữa nè. Cái bài bên bố trạng nguyên một đi mình dọn muốn chết luôn. Và bây giờ gọi là cái màn trừng phạt cho những người thua cuộc nha bạn. À, Tú với lại Nhân thì nó vẫn còn đang ngủ nha bạn. Nó phơi lắm rồi. Mình xử Tú trước ha. Ok. Kỳ thủ anh ha. À, quăng xuống á, nhưng mà thấy mà nó mà chìm là phải nhảy xuống lụm đó nha các bạn. Nó bọt. Sao rồi? Đã không Tú? Tỉnh ngủ cho em. Lạnh quá. Tối sao ngủ dữ à? Sao ngủ dữ à? Tối đi ngủ tới giờ luôn à? Máy lạnh phơi quá ngủ. Mặt máy lạnh phơi quá ngủ luôn tới giờ luôn. Ok, nói chung là chúng ta đã trừng phạt xong bạn Tú nha. Nó thằng đó, thằng Nhân không biết bơi đúng không? Dạ. Thôi khỏi phao luôn đi. Thôi chết à. Mặc áo phao cho nó. Ê. 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 Chụm vô lại em. Hôm qua gáy 5 ngày anh. Nên tụi nó dằn mặt vậy á. Vậy hả? Hôm qua gáy ngủ hứt được 5 ngày hả? Không gầy rồi. Không, em đâu nói gì đâu. Không, em mày không gầy rồi, Yếm ơi. Đúng rồi, mấy người mà gái càng nhiều là phải trừng phạt. Đúng rồi. Rồi. Lên luôn, bảo lên luôn em. Nặng trời rồi. Rồi, khỏi lên luôn. 8 giờ điếm, 1, 2, 3 giờ điếm, 4 điếm. Má chui. Ok. 1, 2, 1. Chịu không, chịu không? Không, sao chịu không? Đi. Sao chịu được? Anh biết bơi cái sao mày? Không. Chứ sao nổi được, không biết bơi sao nổi. Em đâu biết bơi đâu. Định bơi là biết rồi, không biết bơi rồi. Rồi tiếp theo là Tần. Rồi cái Tần vô luôn. Tần. Anh Tần thì hồi tối nay là nó bị lạnh quá đầu hàng nha bạn. Lạnh lắm hả em? Lạnh lắm. Chị không nổi luôn. Không nổi luôn. Chân em tê cứng luôn. Thấy em trùm lum la mà.
áo mày mỏng quá. Vẫn lạnh ha. Rồi ok, chúng ta sẽ trừng phạt toàn. Dĩ vô em. Múc chân ta, dĩ. Đếm 1, 2, 3 đàng hoàng nha. Ok. Rồi nó nặng ghê luôn mày ơi. 1, 2, 3. Sao đã không? Sau khoảng 21 tiếng cho qua thì bây giờ mình cảm thấy nghe nó hơi mệt mấy bạn. Do là hôm qua giờ đó mình không có ngủ, thức trắng đêm luôn để mình gắng cố gắng mình thắng thử thách này mà. Còn trải nghiệm của mình thì là buổi tối thì rất là lạnh luôn. Cái với tụi nó là không lạnh thôi chứ thật ra là lạnh lắm. Lạnh mà kiểu mà mình không thể ngủ được luôn, mà xong túi với nhăn ngủ được là mình thấy cũng hay rồi. Còn buổi trưa thì mình cảm thấy là như bây giờ nè, là cảm thấy nó nóng. Và mặt trời càng ngày càng chiếu lên tới đỉnh đầu á, nó chiếu thẳng vô đầu luôn, nóng cực kỳ. Nói chung á là mình sẽ gắng cố gắng là mình sẽ thắng cái thử thách này nha các bạn. Mình phải gáy mới được. Ok mấy bạn, thì hiện tại là 21 tiếng trôi qua, bây giờ mình cảm thấy rất là mệt mỏi luôn rồi. Buồn ngủ rất là buồn ngủ luôn. Còn buổi tối thì nó lạnh nhiều lắm. Lắng ngáp một cái buồn ngủ luôn. Còn bây giờ thì mình cảm thấy cũng hơi tê tê rồi. Chuẩn bị đầu hàng rồi. Rồi mình mới vừa quất mấy lon bột cụm với mấy lon cà phê nha. Nên bây giờ còn rất là khỏe với phấn khởi luôn. Có thể chơi tới bến cái game này luôn. Còn mình thì hiện tại rất là khỏe luôn. Mình có thể chơi được tới 2-3 ngày nữa. Rồi hiện tại đang là 11:43 các bạn. Tức là trưa rồi nha. Và cái thử thách của chúng ta đã được 24 tiếng hơn rồi nha các bạn. Hơn 24 tiếng rồi. Nói chung là tới giờ ăn trưa. Và mình có một cái bóc khăm cho mấy thằng cu nha. Chỉ còn có 4 người chơi thôi, gồm có thằng cu An, cu Dĩ, cu Bảo và bạn Dương nha. Mình sẽ mở này ra nha bạn. Ồ, nó nóng ghê. Wow. Quá nóng luôn á. Đây anh có dù nè, anh che cho. Ồ, mát, đây, em cầm cũng được. Đó. Đây bên trong căn phòng thì mình đứng nghe máy lạnh nó khá là mát luôn các bạn. Nó thổi trực tiếp vô lưng rất là đã luôn á. Còn cameraman này nè, Tú này làm cameraman nha, các bạn thông cảm nha. Ở đây là mình có là 4 lá hâm. Mỗi người sẽ bóc một lá. Vô gì ăn đó. Rồi ai bóc trước, rồi Dương bóc trước ha. Em cuối cùng á. Dở ra cho mấy bạn cùng xem chúng ta có món gì. Wow. Đây là gọi là rau trộn. Nhân phẩm cao quá. Đây rau trộn. Rồi tiếp theo là gì? Đây là cơm cuộn sushi chiên. Rồi, chỉ còn em với anh thôi Bảo. Đây, cơm cuộn với lại sushi chiên nha bạn. Đúng nhập khẩu luôn rồi. Rồi, vậy là ăn Bảo bóc, ăn khỏi bóc. Gì, suy nghĩ gì em? Bảo bóc đi Bảo. Rồi, dứt. Một là lên voi. Hai là xuống ngựa. Sao cũng vậy mà. Combo xung vầy. Oh, wow. Ủa, đúng quá, chắc là bạn đúng tướng luôn chứ. Combo xôm vầy là gồm có là bánh bánh hỏi nè, thịt nướng nè, gỏi gỏi ngó sen, chả giò, đùi gà, bò lá lốp, bánh bao mấy bạn. Xôm vầy có nghĩa là một bầy bu vô ăn, nhưng mà này mình Bảo bốc vô rồi một mình Bảo ăn thôi. Rồi tòi cuối cùng là của ăn. Dạ thử coi ăn có gì. Combo vui vẻ. Rồi ăn được combo vui vẻ các bạn. Gồm có là 3 cái đùi gà, một cái chiên, một cái nướng, một cái chiên, một cái bánh bao với lại mấy miếng khoai tây nha. Vui vẻ không em? Wow, vậy là đủ vui rồi. Nói chung là bạn Dương chúng ta ăn rau trộn nè. Quá nhân phẩm luôn. Dĩ thì ăn sushi chiên. Ăn thì ăn đùi gà. Còn Bảo thì chơi nguyên một set rất là bự luôn nha bạn. Rồi mình sẽ cập nhật tình hình đồ ăn nước uống của tụi nó nha. Nói chung là nó quất sạch hết luôn các bạn ơi. Chỉ còn lại cà phê đầy đắng lên nè, nên không uống nè. Rồi hai cái này gọi là bột ngũ cốc, yến mạch, té cây tụi nó chơi không thèm ăn các bạn. Combo của ông Bảo là combo xung vầy luôn nha các bạn. Tức là nguyên một vầy súng vô ngay giữa, chấm ngay giữa quá. Ngon em? Ngon em. Ngon hả? Còn của ăn thì ăn toàn là đùi gà thôi các bạn ơi. Ngon quá. Ngon hả? Còn dĩ sushi chia được không em? Được hả? Được hả? Ăn mà đổ hôi dữ à. Ngon lắm. Rồi bạn Dương đang ăn chay các bạn. Ngon mà anh. Ngon lắm hả? Ngon luôn á. Ờ, rau trộn mà ngon ha. Chay. Rồi hiện tại là gần được 26 tiếng và đã có người thua cuộc tiếp theo các bạn. Đó chính là cu Bảo. Nó ngủ quá trời luôn.
Nãy giờ nói chuyện quá trời luôn, nó không còn không nghe luôn á. Bự quá sao ghê anh. Đâu kìa. Vô. Sao nặng dữ vậy? Sao mà nặng quá. Một, hai, ba. Lấy lỏ. Sao nó nặng dữ vậy? Nặng quá. Ok, nói chung là bây giờ căn phòng hả là trống trải. Và mặt trời nó bị nó mất tiêu các bạn, mới có một mấy hai giờ mặt trời nó mất tiêu à. Nó chuẩn bị chuyển mưa. Thôi em nghĩ là mưa. Ừ, nó chuẩn bị chuyển mưa. Đây bây giờ hả là mát mẻ nha. Mấy đứa có đứa nào buồn ngủ gì không? Không anh ơi, qua giấc rồi. Không, giấc rồi. Qua giấc là hết buồn ngủ hả? Ờ. Có hồi nãy nó nóng, nóng cực luôn á. Mà có buồn ngủ không? Không. Ít thôi. Vậy hả? Dạ. Ghê hả? Đây là những ba người kỳ cựu nhất nha các bạn. Lưu thật tụi đang gần hết thì chắc mình phải đi siêu thị kéo về thêm quá. Rồi hiện tại là 7 giờ tối các bạn. Và thư khách của mấy cô đã được hơn 31 tiếng rồi. Cứ trời tối thì cái này nó lại bắt đầu nó động hơi nước như vậy nữa bạn. Ở ngoài nó lạnh nó động hơi nước rất là nhiều luôn. Rồi vẽ chữ rồi các kiểu luôn. Hiện tại là ba người cuối cùng của chúng ta đang ăn tối các bạn. Đang nấu mì. Ồ, trong đó nước ấm đâu lên đâu đã dữ vậy. Hiện tại là bây giờ cảm giác cái ngày sao? Giờ có, thấy lạnh hả anh? Mà có buồn ngủ không? Không, chưa tới giấc đó. Qua giấc ngủ là hết buồn ngủ hả? Dạ. Rồi vậy sao em? Lạnh anh, giờ là khủng khiếp luôn. Giờ chỉ nghe lạnh thôi, không nghe buồn ngủ luôn. Rồi bạn Dương. Em cũng nghe lạnh không anh ơi. Không nghe buồn ngủ. Không. Ủa ngộ không ai buồn ngủ hết hả? Nói chung là còn 3 người và đã hơn 30 tiếng. Mình tính vào cái dòng gọi là cái dòng đầu hàng các bạn. Ai đầu hàng là sẽ lụm 500k. Có ai đầu hàng không? Không luôn. Kiên quyết chơi tới cùng. Bạn hư dữ không các bạn? Nói chung là ba thanh niên này nét dữ lắm. Sao mà dữ à? Không ai đầu hàng hết hả? Rồi ok, vậy là ba bạn chúng ta thì tại là đang rất là lạnh đó bạn, nên tụi nó nấu mì ăn mì nha. Thôi để em suy nghĩ 5 giây. Sao? Thôi để em nấu lên mì rồi. Đầu hàng vẫn phải tắm xong nha. Ủa, gì vậy này tắm đột quỵ vậy? Giờ mới 7 giờ tối đột quỵ là như 10 giờ tối à. Giờ sẽ đầu hàng thì lo đầu hàng nha, có công chút nữa quá 10 giờ là phải đợi tới sáng à. Sao? Thì nhảy xuống. Ok cũng được. Vậy vậy đầu hàng đúng không? Sao? Anh suy nghĩ nha. Đây, tiền nấu. Ok. Mình cảm thấy mà nói chung là đứa nào mà cảm thấy thực lực của mình yếu quá là nên đầu hàng như vậy các bạn. Tại vì có chơi nữa cũng không có được đồng bạc là hết, thua luôn. Thấy không? Rồi. Thua hả? Tạm biệt vậy. Rồi. Tới để ăn mì cái. Thôi ra ngoài ăn, anh có dẫn đi ăn phở nè. Đúng rồi. Được. Rồi ok, chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo đó chính là Cung Dĩ các bạn. Đi em. Đây phở ơi. Được 5 xì ăn phở. Đồ. Ăn phở ngon lành rồi. Nói chung là tại sao em cảm thấy đầu hàng? Trống lạnh anh. Lạnh? Ừ lạnh lắm. Mình em nghĩ là em không trụ nổi tới khuya hả? Đúng rồi, cứng 2 giờ luôn mà. Chịu hết nổi rồi. Hết nổi rồi. Với mà trụ tới khuya chắc có thể cúm luôn trống luôn. Chịu hết nổi rồi. Rồi ok, tắm xong cái rồi đi ăn phở luôn em. Ok. Làm quả vậy đã rồi. Đó không phải khỏi nó rồi luôn. Nói chung là chúng ta chỉ còn lại hai người vào chung kết, đó chính là bạn An đến từ team Lovilock và bạn Dương khách mời các bạn. Không biết là bây giờ là khách mời hay là trong team mình là thắng nữa. Thường là mấy cái cuộc thi này là khách mời hay thắng lắm, tại vì của An đó mình thấy nó hay nhường đó bạn. Đoạn này có nhường không em? Không, bữa giờ thua nhiều rồi, lần này làm khô máu luôn, thật sự. Thiệt luôn hả? Thiệt khô máu. Đây, ăn mì gói. Đúng rồi, tại là anh mang mì thôi rồi đúng không? Sắp hành xương khô rồi. Rồi ok, nói chung là từ giờ tới khoảng khuya khuya thì mình sẽ cập nhật lại thêm lần nữa các bạn. Rồi hiện tại là 9 giờ tối và thử thách của tụi mình đã được 33 tiếng và mình đã thấy ám hiệu của cô An rồi nha bạn. Đi với cô.
luôn. Mừng hết lớn luôn. Mừng hết lớn luôn. Nói chung là càng khuya thì nhiệt độ càng lạnh, và càng lạnh thì con người ta lại càng dễ ngủ các bạn. Vậy anh chứ dĩ vô kìa. Dịch xác ai á. Vô. Lấy nó mệt đi luôn. Vậy anh không biết gì luôn kìa. Ở trong họng. Ơ vậy á, vậy á. Gì vậy? Trong họng. Dạ chứ nào xíu mà. Vậy nãy giờ cũng 2-3 phút rồi anh nội. Luôn mà anh ha. 3, 2, 1. Biết bơi không? Không biết bơi là biết bơi hả? Biết. Biết bơi, không biết bơi gì. Ủa sao ngủ không nội, ngủ không biết gì luôn hả? Mới nằm chợp mắt có xíu mà. Nên đếm tới 10 là đã hu rồi, là anh từ anh ra là nãy giờ là cũng mấy phút rồi em. Ủa dạ. Ừ, ngủ chắc cũng phải được 2-3 phút rồi á. Hay biết rồi, em thấy lạnh quá em ngủ luôn. Không biết luôn hả? Ngủ không biết luôn. Em nằm nhắm mắt có xíu 5 giây cái em ngủ luôn. Ok, nói chung là bạn Dương tập rồi nha bạn. Em đây, em nhà chiến thắng. Từ từ. Để tắt máy lạnh cái em, lạnh quá em. Không, cái này em trải nghiệm 2 ngày quen luôn hả? Vậy hả? Ồ. Mà mở cửa ra như vậy, mở máy lạnh là chút cháy máy lạnh luôn á. Nói chung là máy lạnh là nó 16 độ là hết rồi nha bạn. Không có chỉnh thấp hơn được, 16 độ là hết rồi. Full gió mà 16 độ. Nó thổi ra anh thấy hơi luôn kìa. Wow. Ngày đầu thì rất là lạnh, ngày sau thì nghe. Rồi tiến tới phòng văn bạn ăn coi. Tự hơn người chiến thắng đây nè. Đó là có gì muốn phát biểu không em? Cái thử thách này á thì mình thực hiện một lần thôi. À. Trong nhà của anh Lâm là cũng thử thách giống vậy và mình đã trải nghiệm được và đã rút được nhiều kinh nghiệm từ đó. Nên thử thách này là quá là đơn giản. Em nghĩ em có thể chơi được cái trò này là khoảng 7 ngày nữa. Anh không xạo nha mọi người, anh không xạo. Ghê hả? Quá dữ luôn, gáy gắt to luôn các bạn. Không, nhưng mà nói chung là người chiến thắng là muốn nói gì nói. Tại vì tất cả mọi người đã đầu hàng hết rồi. Đúng rồi anh. Với lại phiên bản thôi, hôm nay là gắt các bạn. Ở trong cái phòng lạnh, sương mù là nó bám. Ôi trong đây cũng bám luôn nè. Bám được rất là nhiều luôn nè. Toàn quay được không Toàn? Được á. Sương mù rồi đó không? Rồi trong một cái căn phòng kính, ban ngày thì nắng nó gọi xuống, hiệu ứng nhà kính các kiểu thì rất là nóng. Còn ban đêm thì lạnh, sương nó xuống, cộng với lại máy lạnh 16 độ thì nó, mình nghĩ là nó lạnh hơn 16 độ luôn á. Lạnh rồi còn buồn ngủ nữa anh. Đúng rồi, coi mấy bộ phim rồi các bạn, là càng lạnh thì chúng ta càng buồn ngủ nha. Và kết quả là bạn Dương tập, bạn ăn chiến thắng. Chiến thắng. Wow. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chính 20. Wow. Đúng 20 tờ, tức là 10 củ các bạn. Vậy là kết thúc game này, em có tính dắt mấy bạn hua đồ nhậu hay gì không? Có, cái này á thì em sẽ chi 1 triệu ra cho các bạn tham gia thử thách với em. Đi ăn hả? Không, cho luôn, cho luôn. Thử thách chung mà, thấy cũng trâu. Em cho 1 triệu xin nhớ gì? Không, cho những người trâu thôi, chứ những người đầu hàng khúc đầu nghĩ là nên bỏ. No, 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 không cho mấy người yếu đuối như thế, dắt đi ăn hủ tiếu được rồi. Hủ tiếu thôi. Những người trụ và bán kết đúng lên đúng không? Đúng rồi. Bán kết đưa lên thì phải có quay ra mình mới chia được đúng không? Dạ. Ok, nói chung là bạn ăn chúng ta hôm nay là có cơ hội gáy nha bạn. Game là dễ. Ok, vậy mình kết thúc như thế này. Nói chung là nếu hôm nay là chơi thử là không ngủ. Ở cái phiên bản là nhà kính rất là lạnh nha bạn. Kết quả là nay ăn thắng các bạn. Bạn đến video này hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những cái video, những cái thử thách khác nha. Tạm biệt các bạn.